Nắng nóng gay gắt kéo dài, lượng tiêu thụ điện tăng cao. Do đó, tại nhà máy nhiệt điện Omo 1 thuộc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, từ các điều hành viên vận hành đến công nhân sửa chữa, bảo dưỡng, mọi người đều phải túc trực xuyên suốt, theo dõi các thiết bị sát sao để kịp thời xử lý những khi gặp sự cố và đảm bảo vận hành. Thưa quý vị, để đảm bảo nguồn điện cung cấp cho người dân sử dụng trong mùa cao điểm nắng nóng, thì các anh em công nhân lao động tại nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1 phải làm việc hết công suất mỗi ngày. Trong mùa nắng nóng thì nói chung là mình sẽ về cường độ thì nó cũng không phải quá, nhưng mà nhất là mình phải theo dõi cái thiết bị nó sẽ sát sao hơn. Có cái gì mình bất thường là mình đốc thúc đơn vị sửa chữa, họ sẽ sửa chữa cho mình sớm nhất để đảm bảo tổ máy mình là trong trạng thái là tốt nhất. Kiểm tra thì có nhiệm vụ là quản lý anh em trực ca, rồi anh em sẽ thông báo cho mình những các cái bất thường thiết bị này kia, mình nắm để tình hình để mình điều phối bảo là vận hành an toàn tin cậy theo cái điều độ của hệ thống điện quốc gia. Mùa cao điểm là cái mùa thường là mùa nắng nóng này. Cuối tháng 3 đầu tháng 4 lâu đầu chúng tôi chạy, tới hiện nay là chạy rất là nhiều. Nói chung thì vận hành chúng tôi lúc nào cũng phải là kiểm tra thiết bị sẵn sàng để đáp ứng sự huy động của điều độ hệ thống điện quốc gia, nên là thường xuyên kiểm tra các thiết bị. Mùa nắng nóng thì có thể nhiều thiết bị nó bị nhiệt độ cao hơn bình thường, thì có thể tăng cường kiểm tra rồi tăng cường bảo trì bảo dưỡng để mà thiết bị lúc nào cũng sẵn sàng, để mà khi mà điều độ quốc gia huy động thì mình lúc nào cũng phải sẵn sàng để khởi động và phát điện lên lưới. Ở công ty điện không có tham gia thị trường điện mà tham gia cái dịch vụ phụ trợ, luôn luôn lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng khi mà hệ thống huy động các cái nguồn năng lượng khác phát đã hết rồi thì mới đến máy dầu mình vận hành. Do vậy thì tầm quan trọng của máy dầu cũng là đảm bảo an ninh năng lượng cũng rất là quan trọng. Thì thường là được vận hành vào mùa nắng nóng, mùa khô, nguồn nước nó đang bị thiếu. Thì kể cả anh em vận hành, anh em sửa chữa thì tập trung vào công tác bảo dưỡng để khi mà được huy động là phải đáp ứng liền. Những thời điểm mà mình có thời gian thì luôn luôn là diễn tập các cái bất thường của thiết bị để mình xử lý các bất thường. Khi được huy động thì mình vận hành cho nó kịp thời và xử lý tốt các bất thường xảy ra. Theo Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, hiện công ty có 323 cán bộ công nhân viên đảm bảo vận hành an toàn các tổ máy, đồng thời thực hiện các công trình sửa chữa lớn vượt tiến độ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của công ty là sản xuất điện an toàn, liên tục và kinh tế, đáp ứng theo huy động của điều độ hệ thống điện quốc gia.